Xin chào các bạn đang đến với channel của Nguyễn Kim. Các bạn thân mến, khi mà nhắc đến máy lọc nước thì chúng ta sẽ thường nghĩ đến những chiếc máy cồng kềnh và chiếm nhiều diện tích sử dụng, đúng không ạ? Vậy thì trong video ngày hôm nay, Nguyễn Kim sẽ mang đến các bạn một chuẩn mực hoàn toàn mới về máy lọc nước, một sản phẩm có sự khác biệt về cả thiết kế lẫn những tính năng hiện đại, đó là AO Smith Z4. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những tính năng của chiếc máy lọc nước đặc biệt này nhé. Thanh mảnh và trang nhã. Dọc phía trước mặt máy là màn hình LED nổi bật, hiển thị đầy đủ các thông tin cần thiết cho người sử dụng. Thân máy được phối màu đen và trắng, cho cảm giác máy luôn sạch sẽ và sang trọng. Phần khay đế để cốc có thể tháo rời ra, tiện lợi cho việc vệ sinh. AO Smith Z4 có thể được treo gọn nhẹ trên tường hoặc đặt trên bàn tiếp khách, hoàn toàn không chiếm nhiều không gian, gây ấn tượng mạnh mẽ về sự sang trọng và tiện nghi cao cấp. Nút nhấn lấy nước được điều khiển bằng điện hiện đại và tiện nghi cho người sử dụng. Ưu điểm của nút nhấn nước này là nút sẽ tự động ngắt điện sau 3,5 phút lấy nước. Điều này giúp nước không bị chảy tràn ly khi người sử dụng lỡ quên không bấm nút tắt. Thoạt nhìn thì chiếc máy này khá là nhỏ gọn, nhưng mà lại khiến cho người dùng bất ngờ bởi vì thiết kế của bộ lọc lọc, cùng với đó là bình chứa lên đến 9 lít nằm gọn bên trong thân máy. Máy gồm có một lõi tiền lọc và 4 lõi lọc trong máy, gồm lõi sediment, carbon block, RO Side Stream và lõi Silver GAC, bảo vệ gấp đôi với lõi lọc diệt khuẩn bạc Silver GAC. Nước uống được cung cấp tại vòi của máy Z4 đã được lọc qua công nghệ lọc 5 bước. Bước 1, lõi tiền lọc, giúp loại bỏ chất nhiễm bẩn như bùn đất, cát, chất lơ lửng có trong nước. Bước 2, lõi lọc cặn, giúp loại bỏ chất nhiễm thô và mịn trong nước. Bước 3, lõi than hoạt tính, giúp loại bỏ chất hóa học độc hại. Bước 4, lõi RO Side Stream, giúp loại bỏ các chất rắn hòa tan, kim loại nặng, vi khuẩn, virus. Bước 5, lõi bạc diệt khuẩn Silver GAC, điều chỉnh vị, giúp nước ngon ngọt tinh khiết. Đồng thời công nghệ diệt khuẩn bằng bạc tiên tiến giúp diệt khuẩn thêm một lần nữa, ngăn ngừa bất kỳ ô nhiễm, vi sinh vật tiềm ẩn sau khi lọc, bảo vệ gấp đôi và đảm bảo nước luôn tinh khiết. Các bạn thân mến, RO Side Stream là một phát minh mang tính đột phá bậc nhất của AO Smith và đã được cấp bản quyền sáng chế tại Mỹ. Lõi lọc RO này sẽ giúp làm giảm ít nhất là 56% lượng nước thải và tăng đến 66% lượng nước tinh khiết thu được, cho tỷ lệ nước thải trên nước tinh khiết cao nhất trên thị trường hiện nay, đó là tỷ lệ 1:1. Và bên cạnh đó thì tuổi thọ của lõi lọc RO Side Stream cũng lên đến tận là 3 năm, gấp 1,5 lần so với cái lõi lọc RO truyền thống. Dạ thưa anh Hoàng, không biết là vì sao lõi lọc RO Side Stream lại có những tính năng vượt bậc như vậy, cũng như là tuổi thọ gấp 1,5 lần so với các lõi RO khác ạ? Hoàng giải thích cho Duyên hiểu ha. Thì RO thông thường bên ngoài á, nó sẽ có một đường nước vào, đường chảy ngắn, tốc độ chậm và chạy theo đường thẳng. Còn RO Side Stream của AO Smith á, nó sẽ có hai đường nước vào, tốc độ nhanh hơn, chạy theo hình xoắn ốc nên tỷ lệ thu hồi nước của nó sẽ được cao hơn. Vậy thì không biết còn về tuổi thọ của RO Side Stream vì sao lại gấp 1,5 lần so với các loại khác ạ? Chính vì tỷ lệ thu hồi nước của lọc RO Side Stream cao hơn nên tuổi thọ của lõi lọc nó cũng sẽ kéo dài ra. Để Hằng lấy ví dụ cho Duyên hiểu. Ví dụ như là đối với một lọc RO thông thường á, thì tỷ lệ lọc là 73. Thì để mình cấp 10 lít nước vô thì mình chỉ thu được 3 lít nước tinh khiết thôi. Còn đối với lõi lọc RO Side Stream á, thì mình chỉ cần cấp 6 lít nước vô thì mình đã thu được 3 lít nước tinh khiết rồi, tương đương với RO thông thường rồi. Và em nghĩ rằng đây cũng là những tính năng mà chỉ có thể là có ở RO Side Stream mà khó có một lõi lọc nào khác đạt được, đúng không ạ? Máy lọc nước AO Smith Z4 đảm bảo nước ở đầu ra. Các bạn có thể uống nước ngay tại vòi với độ sạch, độ tinh khiết và hương vị mát lành. Đây cũng chính là một sự lựa chọn an tâm cho cả gia đình của bạn. Máy lọc nước AO Smith Z4 có giá niêm yết là 9.800.000 đồng. Tuy nhiên khi các bạn mua sắm tại Nguyễn Kim thì sẽ có một mức giá ưu đãi hơn cùng với những phần quà rất giá trị. Để được tư vấn chi tiết thì các bạn hãy gọi ngay đến hotline là 1900 1267 để được hỗ trợ nhanh chóng nhất nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.